Sáng ngày 2 tháng 10 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh trên địa bàn xã Trường Hòa, Quỹ ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành cho biết, việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập là cơ hội để các ban ngành địa phương, các đơn vị tổ chức trong và ngoài thị xã chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Qua đó, kêu gọi các ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp cho người dân được tiếp cận với các nguồn tài liệu mở để đáp ứng yêu cầu công việc, đáp ứng yêu cầu hội nhập nhằm phát triển xây dựng văn hóa tự học trong cộng đồng.